Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt ở sân Câu với các Hoàng tử. Tôi là Quang Huy và ngồi cạnh tôi lúc này là bình luận viên Quang Tùng. Bóng lại trở về chân của Quang Hải. Nguyễn Ngọc Hải. Văn Toàn. Duy Mạnh. Tình huống tấn công rất hay. Một quả ném biên. Sút đi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Sút. Ghi bàn. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt. Bóng bay vào góc xa không thành. Một khởi đầu rất tốt. Tỷ số đang là 1-0. Văn Toàn. Sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Và đây là cú sút. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Công Phượng. Rất trống trải. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Dứt điểm ngay. Và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Xe có phạt góc. Sút đi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Roberto Carlos. Sút.
Và đây là cú sút. Thủ môn đã chơi cực hay trong tình huống này. Phải, đó đã là một bàn nâng tỷ số nếu như không có chàng thủ môn. Đoàn Văn Hậu. Duy Mạnh. Công Phượng. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Clarence Sirop. Anh ấy chơi rất tốt. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Sút. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Sóng gió đã nổi lên. Tạt bóng đi. Xuân Trường. Thật tuyệt khi sút. Phán đoán chính xác, De Gea đã ôm bóng trong tay. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Tạt đi. Tình huống lấy bóng của Van Dijk. Chỉ có một bàn được. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Quế Ngọc Hải. Công Phượng. Xuân Trường. Roberto Carlos. Ashraf Hakimi. Clarence Seedorf. De Bruyne. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Đoàn Văn Hậu. Rất nhanh. Suýt nữa có bàn gỡ hòa. Giữ được bóng sau pha tranh chấp trên không đó. Thiago Silva. Ibrahimovic. Cần phải tắt ngay. Cô bóng vào. Và đó là một quả đánh đầu. Bóng đi thẳng vào tay thủ môn. Một cú sút không quá khó. Văn Toàn. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Ronaldo. Ibrahimovic. Ronaldo. Căng bóng vào đi. De Bruyne. Sony. Đó là một pha cứu thua ngoạn mục. Bóng rất xoáy và anh ta đã bắt được nó. Đã có một tình huống việt vị. Vâng, một tình huống việt vị khá rõ ràng. Có thể thấy trọng tài chính và vị trợ lý của ông ta đã phối hợp rất tốt trong tình huống này. Đoàn Văn Hậu. Xuân Trường. Tiến lên đi.
Cản bóng tốt. Một quả phạt góc rõ ràng. Đối phương bị bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Ronaldo. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Thật sự là cái đội bóng với những đối thủ đã vượt đường xa xa xôi đến thi đấu tại sân vận động này. Đúng. Có cơ hội. Tuyệt vời, một bàn thắng tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng, rất độc đáo, pha dứt điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn. Thủ môn đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Tỷ số bây giờ đang là 1-0 cho cả hai đội. Anh ấy đã cướp được bóng. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Đây là khoảnh khắc có thể thay đổi trận đấu. Vâng, đồng hồ đã điểm. 2 phút thi đấu còn lại. Vẫn còn một cơ hội nữa. Có thể có bàn thắng. Van Dijk vừa có pha phóng lên. Không ai ngăn cản. Nguy hiểm, phóng đi. Và như vậy trận đấu căng thẳng này.